như cả nhà thấy á, là cái ngôi chùa đây rất là bề thế, rất là rộng lớn, rất là trang nghiêm luôn. Thì theo những thiện nghĩ á, là Phật tử ở đây thì cũng có khả năng là có thể là tôn tạo để cúng dường cái tượng Phật nó thích hợp với cái ngôi chùa ở đây. Nhưng mà vị chủ trì, vị sư chủ trì á, là vẫn giữ nguyên cái tượng Phật để thờ. Tại vì sao? Tại vì đó là sự linh thiêng và màu nhiệm của Phật pháp. Thì bây giờ cả nhà muốn biết cái sự linh thiêng và màu nhiệm Phật pháp như thế nào thì xin mời cả nhà cùng theo chư phương tiện đi vào bên trong để xem tượng Phật như thế nào nhé. Thì cái thánh tích bộ đề đạo tràng này nó được mô phỏng lại không phải thánh độ dưới Đồng Tâm, và ở dưới ở bên Tiền Giang nơi gần với Bến Tre nơi qua nhà của Thiện thì cũng có thánh tích. Thánh tích ở tại thành phố Tiền Giang để mô phỏng lại rất là đẹp luôn. Xuống thì ngài có nói một câu đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì ý nghĩa của cái câu này á, là với hàm ý á, là như là trên trời và dưới đất thì cái bản ngã của con người là nó to nhất. Ý của ngài là như vậy. Đấy, thì sẽ đưa cả nhà mình đi một vòng trước đi. Cái bức phù điêu tảng đá khắc hình của Đức Phật và những cái bài kinh kệ của Đức Phật. Hai bên thì có bức phù điêu như thế này. Đây là bức phù điêu mà ngày nay pháp. Đây là cái văn phòng khi mà Phật tử đến đây viếng chùa vì muốn liên hệ để vào trong cái văn phòng mình để liên hệ cúng dường cũng ở bên đây luôn. Văn phòng thì sẽ có người tiếp mình, và ở đây á, là cái phòng sách lá bồ đề thì mình có thể vào trong đây để tìm kinh kệ sách mình học, tìm tòi tìm hiểu về Phật pháp. Phòng sách xa là bức tượng của
Quan Thế Âm Bồ Tát, nhìn xuống gương mặt của mẹ rất là phúc hậu luôn. Nhìn xuống thế gian này để độ cho chúng sanh. Hữu Thiện sẽ đưa cả nhà mình đi một vòng chính điện. Cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng mô phỏng là thánh tích ở Ấn Độ. Nhìn rất là trang nghiêm. Vì hôm nay là thời tiết mát mẻ cho nên là mình đi ra ngoài mình quay. Thời tiết đẹp nữa. Chứ ngày hôm qua mấy ngày nay rồi Hữu Thiện qua đây hầu như trời mưa. Và hôm nay Hữu Thiện đến cái ngôi chùa Việt Nam này là bầu trời thì nắng ấm, không có mưa. Ngôi chùa quá lớn luôn. Để một hồi Hữu Thiện sẽ lấy cái con livecam bài cái lên xem cái khung cảnh, cho cả nhà mình xem cái khung cảnh ở ngôi chùa này. Tại vì cái ngôi chùa này quá rộng lớn luôn, thì ở đây thì mình có thể bay được. Con livecam này thì cũng có một số nơi thì được bay và một số nơi thì mình không có được bay. Mình nhìn phía trước sân của chính điện rất là